Taliban chuẩn bị ra mắt chính phủ mới. Taliban đang chuẩn bị ra mắt chính phủ mới, hơn 2 tuần sau khi lực lượng này tiếp quản thủ đô Kabul, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm. Amazullah Mukhtar, một quan chức Taliban, thông báo trên mạng xã hội cho biết, một lễ ra mắt đang được chuẩn bị tại dinh tổng thống ở thủ đô Kabul, trong khi đài tư nhân To Lo đưa tin, thông báo về chính phủ mới sắp được công bố. Tính hợp pháp của chính phủ mới trong mắt các nhà đầu tư và tài trợ quốc tế là điều rất quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước Afghanistan đang bên bờ vực sụp đổ. Một quan chức cấp cao Taliban tiết lộ với Reuters hồi tháng 8 rằng, thủ lĩnh tối cao Haibatullah Akhundzada sẽ nắm giữ chức vụ cao nhất trong hội đồng điều hành mới, dưới ông sẽ là tổng thống. Thủ lĩnh tối cao Taliban có 3 cấp phó: Malaza, con trai thủ lĩnh sáng lập Taliban Mullah Omar, Sijazuddin Hani, người đứng đầu mạng lưới Hani đầy quyền lực, và Abdul Ghani Barzada, một trong những thành viên sáng lập Taliban. Một hội đồng lãnh đạo không qua bầu cử là cách Taliban điều hành chính phủ đầu tiên năm 1996 với luật Sharia hà khắc. Tuy nhiên, kể từ khi lực lượng này lật đổ chính phủ được Mỹ hậu thuẫn và trở lại nắm quyền trong tháng 8 vừa qua, Taliban đã cố gắng thể hiện hình ảnh trung hòa hơn với thế giới, đồng thời cam kết bảo vệ nhân quyền và không trả thù những người đã từng làm việc cho các lực lượng nước ngoài. Dù vậy, Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước khác nghi ngờ về các tuyên bố của Taliban, đồng thời nhấn mạnh việc công nhận chính phủ mới, cùng với các hoạt động viện trợ kinh tế, sẽ tùy thuộc vào hành động của Taliban. Chúng tôi sẽ không tin vào những gì họ nói, mà sẽ nhìn vào các hành động thực tế. Họ sẽ có rất nhiều điều phải làm để chứng minh họ có thể điều hành Afghanistan theo cách hoàn toàn khác so với lần cai trị trước đây, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết trong một cuộc họp báo ngày 1 tháng 9. Gunnar Yegan, giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Ủy ban châu Âu cũng nói rằng, EU sẽ không công nhận Taliban cho đến khi lực lượng này đáp ứng các điều kiện trong đó bao gồm cả việc thành lập một chính phủ bao trùm, bảo vệ nhân quyền và đảm bảo các nhân viên cứu trợ nhân đạo không bị hạn chế.